Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi đứng ở đây là Hồ Quảng Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Từ cái vị trí này nhìn thấy rất là rõ Hồ Quảng Thành này quý vị này. Đấy, Hồ Quảng Thành rất là đẹp luôn. Không khí thì rất là trong lành, mát mẻ. Tại đây xin giới thiệu với quý vị và các bạn một lô đất có tổng diện tích là 11.778m2. Đây, trên đất thì có sẵn một cái căn nhà cấp 4 rồi quý vị nhé. Đó. Ở phía bên hông thì có một cái con suối. Đây, có cái con suối chảy róc rách bên hông này. Đó. Bên hông có cái con suối này. Đất rất là rộng luôn quý vị ạ. Ở bên trong kia thì có rất là nhiều chuối và các loại cây. Suối chảy ở bên hông này. Nước suối chảy đây. Đây, tôi đi phía bên ngoài này cho quý vị xem cái con đường phía bên ngoài. Còn đường vào đến cổng thì là đường bê tông quý vị nhé. Đường bê tông ô tô vào tận cổng nhà luôn. Đây, không khí ở đây thì rất là mát luôn quý vị ạ. Ngắm hồ này, xung quanh thì nhà cửa. Đây là phía đường bê tông bên ngoài. Đường bê tông này vào thì ô tô vào tận nhà luôn quý vị nhé. Đây, cái xung quanh lô đất đã được rào rậu. Đây, rào xung quanh. Đó. Cổng đây, phía trong nhà thì hôm nay chúng tôi không vào trong nhà. Quý vị nào quan tâm xin vui lòng liên hệ theo các số điện thoại bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.